얌얌한데 왜 이러니 왜 이러니 자꾸 속가슴만 우리 사랑 먼저 얘기해요 돼 어디서 우리 그만큼 내 자꾸만 서서서서서 그럼 그냥 넌 못 살싸 그리 없어 그래 할 수가 우리 없어 내게 웃을 리 없어 늘 상처니 없어 내 너에게만 할래 네가 어디 있어와 하도 상관 안 할래 가는 말도 네 맘대로 해 내 방식으로 보록 행복하는 everyday You and I Wait on it, wait on it It's so no cool, my leg Your partner gonna come But it got it so no key, yeah Tired, all your lying excuses Not just get on my face You show me, so get so so for hot crew 그냥 넌 못 사사 그리 없어 그래 하주라 우리 없어 No, 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 내게 아무것도 없어 죄송한 이 없어 그래 너에게 말할래 하도 상과 안 할래 다른 말도 네 맘대로 해 내 맘이 죽었고 행복한 every day You and I You and I You and I Nữ ca sĩ Ali với phần minh họa của nhóm Ồ xin cảm ơn các bạn rất nhiều Ali, Thanh Duy và chúng ta có thể gọi tắt là Ai Duy Ồ hay quá Oke Apakaram Oke Apakaram Hay quá Bạn nói tiếng Hàn, tôi nói tiếng Thái mà hiểu nhau mới ghê đấy Một trăm phát tay thật to dành cho Thanh Duy Annyeonghaseyo, chính là Thanh Duy Xin hỏi Thanh Duy riêng một chút xíu nha Bạn hát nguyên một cái bài hát bằng tiếng Hàn như vậy không Thì hỏi thật là bạn có hiểu cái bài hát này không? Dạ không Một câu trả lời hết sức là hồn nhiên Dạ chỉ hiểu được hai chữ thôi Chữ gì? You and I hết Hay quá Và chúng ta cùng lắng nghe ý kiến từ các vị giám khảo Xin mời nhạc sĩ Đức Huy Thanh Duy hát tốt, nội lực, khỏe Và đa số chúng tôi cũng như bạn không hiểu là bạn hát cái gì Nhưng mà nghe cũng thích và xem thì cũng thích mắt luôn À, tôi có lời chúc mừng bạn đã thành công với bài hát này Cảm ơn ta Dạ là cảm ơn nè à, Mặc dù nghe mình không hiểu nhưng mà được cái nó cũng vui tai anh nhỉ Xin mời giám khảo Mỹ Linh Giọng hát của bạn thì rất là nội lực, cao và trong sáng Và phần vũ đạo của bạn thì phải nói là rất là tuyệt Tôi nghĩ là bạn đã lao động rất là nhiều, tập luyện rất là nhiều để ra được cái phần vũ đạo như vừa rồi Tôi thực sự rất là muốn dành lời khen cho bạn Đó là có nhiều người giả gái nhưng tôi thấy rằng bạn là một người giả gái thành công Có cần phải vuốt tóc trên mặt anh gì không Duy? Cái giò của bạn ấy đẹp lắm Và điều Mỹ Linh Dài và thon Điều Mỹ Linh nói mà tôi có thể nói thêm được á Là Anh đừng có nói là anh lại sướng nhá Không Tôi nói là Cũng may là Thanh Duy đó chỉ là đóng giả gái thôi Chứ nếu mà cô ấy quyết định à, Bạn ấy quyết định là đóng thấy chưa? Đó, bạn ấy quyết định mà giả gái này thì tôi nói thật là Nếu mà tôi là nữ ca sĩ tôi cũng lo lắng vì bạn ấy đấy Đúng rồi, vừa hát hay, vừa cao, vừa đẹp, vừa nhảy giỏi mà lại Ôi dồi ôi, nhìn kìa hấp dẫn lắm Sao đi đó
Dạ xin cảm ơn những lời khen tặng của giám khảo Mỹ Linh đã dành cho Thanh Duy. Yeah. Chị đã khen tặng Thanh Duy là giả gái đẹp nhất trong suốt mấy mùa Gương Mặt Thương Quen, thì cái điều đó nó thật nào nói nào ngay là Đại Nghĩa cũng không có vui gì lắm và dạ, cũng có chạnh lòng. Đại Nghĩa cũng đã từng đoạt giải rồi. Đại Nghĩa cũng từng giả rồi mà được mệnh danh là Mỹ Linh xấu nhất Việt Nam. Thật là tôi là sổ tay thù vặt, tôi thù đến bây giờ. Hôm nay tôi mới nói là anh giả gái là không có đẹp đẽ gì, nhất là tôi. Dạ em giả gái không có đẹp mà được cái nó độc chị ơi. Bây giờ có lẽ là xin mời giám khảo Hoài Linh. Linh có lời khen đến Thanh Duy. Bởi vì em hát rất tự tin và em nhảy cũng rất là tự tin. Chưa chắc gì xem cái cô kia hát mà live ở ngoài có thể hay được như vậy. Và kể cả những cái nốt cao nhất em vẫn hoàn thành một cách rất là tuyệt vời. Và không còn gì để nói nữa đâu, là chúc mừng em và chúc em thật là nhiều thành công trong bước đường sự nghiệp của mình. Xin cảm ơn giám khảo Hoài Linh và xin chúc mừng Thanh Duy với phần trình diễn mở đầu trong đêm nay rất thành công. Xin cảm ơn tất cả ban giám khảo và quý vị khán giả thân mến. Thưa quý vị, nếu như chúng ta yêu mến anh chàng ca sĩ dễ thương này thì nhắn tin bình chọn cho anh ấy bằng cách soạn tin nhắn với cú pháp GM khoảng trống mã số 04 gửi về tổng đài 6370. Quý vị sẽ có cơ hội nhận được hai giải thưởng hàng tuần dành cho hai vị khán giả may mắn. Mỗi giải là một phiếu mua hàng trị giá 10 triệu đồng của nhà bán lẻ điện thoại, laptop, máy tính bảng FPT Shop. Kết quả sẽ được công bố vào gần cuối chương trình trên website www.gươngmặtthânquen.vn. Chúc quý vị khán giả may mắn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với gương mặt thứ hai trong đêm nay. Đó là ai? Xin mời quý vị cùng theo dõi.